Chồng đưa cho vợ 5 triệu đồng mỗi tháng, như giọng ra lệnh, như thể là 50 triệu. Tối hôm kia, bỗng dưng anh bàn thêm một việc, khiến tôi tức ứa gan. Chồng so bì với chị hàng xóm. Anh bảo, nhìn chị hàng xóm mà học tập, chồng ở nhà không đi làm, chị ấy làm công nhân, vẫn nuôi đủ 4 miệng ăn. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày tôi làm chạy bàn ở quán cà phê thì gặp chồng. Khi đó anh là sinh viên năm 3, anh là khách quen của quán. Sau vài câu đùa giỡn qua lại giữa hai bên, chúng tôi đã cảm mến rồi quyết định yêu nhau. Có lẽ do thiếu hiểu biết về biện pháp tránh thai, nên yêu nhau được 5 tháng thì tôi đã dính bầu. Thật may mắn là gia đình chồng không rũ bỏ mà chấp nhận tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Sau đó, chồng tôi vẫn tiếp tục đi học. Còn tôi thì bụng bầu lớn nên phải nghỉ ở nhà an dưỡng. Bố mẹ chồng vẫn chu cấp tiền cho chồng tôi ăn học. Còn nhà ngoại thì chu cấp tiền cho mẹ con tôi. Những năm đầu chồng ra trường chưa có kinh nghiệm nên gặp rất nhiều khó khăn. Số tiền kiếm được mỗi tháng chỉ đủ nuôi bản thân. 2 năm nay anh kiếm được công việc tốt hơn nên mỗi tháng anh chuyển khoản cho vợ 5 triệu đồng. Hôm chủ nhật vừa rồi, anh trai chồng qua nhắc nhở chúng tôi về chuyện góp tiền nuôi bố mẹ chồng. Anh bảo bố mẹ vất vả nuôi chồng tôi ăn học, chúng tôi phải có nghĩa vụ chu cấp tiền. Chồng tôi không phản đối và hứa sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho bố mẹ. Tối ngày hôm kia, chồng bàn với vợ về chuyện chu cấp tiền cho bố mẹ chồng. Anh muốn tôi bớt ra mỗi tháng 1 triệu đồng để biếu cho bố mẹ, hoặc có thể là mua trái cây, mua thịt cá, mua quà bánh hay là thuốc bổ gì cũng được. Nghe chồng nói mà tôi tức giận, tôi trút hết những ấm ức trong lòng bao lâu nay. Tiền lương công nhân của tôi là 6 triệu đồng, cộng với số tiền của chồng góp là được 11 triệu. Mỗi tháng phải trả tiền thuê phòng trọ là 2 triệu đồng, tiền học của các con là 4 triệu, còn 5 triệu thì chi tiêu ăn uống, điện nước và đền đám. Tháng nào tôi cũng thiếu ít nhất từ 1 đến 2 triệu. Để có đủ tiền chi tiêu cho gia đình, tôi phải gọi điện vay mượn bên nhà ngoại. Số tiền tôi vay của ông bà ngoại đã lên đến gần 100 triệu đồng. Tôi không biết khi nào mới có tiền để trả nợ cho bố mẹ. Những tưởng chồng sẽ hiểu cho nỗi khổ của vợ và đưa thêm tiền. Nào ngờ anh nói, nhìn chị hàng xóm mà học tập, chồng ở nhà không đi làm, chị ấy làm công nhân nhưng vẫn nuôi đủ 4 miệng ăn. Còn em chi tiêu kiểu gì mà nợ ông bà ngoại những 100 triệu như thế? Vậy mà bao lâu nay anh nghĩ em là một người vợ đảm đang, nào ngờ em là người ăn tiêu hoang phí như thế. Tôi không còn biết cô chi tiêu kiểu gì. Từ tháng sau phải bớt ra 1 triệu để biếu cho ông bà nội. Nếu không làm được bao nhiêu mỗi tháng, tôi chỉ đưa cho cô 4 triệu đồng. Còn lại 1 triệu tôi sẽ tự đưa cho bố mẹ. Tôi bức xúc, tôi bảo là thu nhập mỗi tháng của chồng được 17 triệu đồng. Sau khi nộp tiền ăn cho vợ, vẫn còn 12 triệu. Tại sao anh không dùng tiền đó để biếu cho ông bà? Thì anh ấy bảo tiền đó là để mua nhà và không thể đụng vào được. Khi biết chồng đang có khoản tiền tiết kiệm là 200 triệu, tôi ngỏ ý muốn anh bớt ra 100 triệu để trả nợ cho ông bà ngoại. Bởi vì họ đã giúp đỡ cho gia đình tôi quá nhiều, tôi không thể lấy số tiền dưỡng già của ông bà được nữa. Thế nhưng chồng lạnh lùng nói, ai vay thì người ấy tự lo mà trả, anh không có nghĩa vụ trả nợ cho vợ. Anh ấy quá tính toán, quá hẹp hòi với vợ, tôi cũng không thể nào dựa vào nhà ngoại được nữa, nên yêu cầu anh phải góp thêm mỗi tháng 2 triệu đồng. Thế nhưng chồng tôi không chịu góp thêm tiền, mà còn ép vợ phải bỏ ra 1 triệu để biếu cho ông bà nội. Tôi ức chế lắm, nhưng tôi không biết phải làm sao nữa. Dòng tâm sự thứ hai, ngày sinh nhật của tôi, chồng tặng cho một cuốn sổ đỏ. Vừa mở ra xem, tôi tức đỏ mặt
muốn ly hôn ngay lập tức. Không hiểu vợ ở đâu trong lòng của chồng nữa. Sau ngày cưới, tôi mang bầu luôn. Vì sức khỏe yếu dần nên tôi không thể nào tiếp tục đi làm được nữa. Từ đó kinh tế trong nhà là do chồng tôi gánh vác cả. Tôi thương chồng lắm nhưng không biết làm sao để san sẻ gánh nặng này. Hằng ngày tôi chỉ biết chăm sóc con cái thật tốt, lo nấu cơm ngon và nhà cửa gọn gàng nhất để đón chồng trở về. Nhìn thấy nụ cười và lắng nghe những câu khen ngợi của anh, tôi như được tiếp thêm động lực. Khi các con đi học mẫu giáo, tôi quyết định quay trở lại với công việc và kiếm tiền cùng với chồng. Ngày tháng lương đầu tiên, tôi đã ngồi lại và nói chuyện với chồng. Tôi bảo từ tháng sau, chồng không phải đưa lương cho vợ giữ, mà anh giữ lấy để tiết kiệm còn mua nhà. Còn lương của vợ thì dành để chi tiêu sinh hoạt và lo cho con cái học hành. Nghe vợ phân định rạch ròi như thế, chồng vui lắm. Anh còn khen vợ không những đảm đang mà còn giỏi tính toán. Vậy là 16 năm nay, cuộc sống của vợ chồng tôi rất êm ấm. Chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì. Tôi chỉ ước ao mua được ngôi nhà nữa là hạnh phúc của chúng tôi sẽ trọn vẹn. Từ ngày yêu nhau cho đến nay, chưa bao giờ chồng tổ chức sinh nhật cho vợ, cũng chẳng bao giờ tặng quà. Thế mà hôm thứ bảy vừa rồi, anh đưa tiền cho con đi đặt bánh sinh nhật để tạo bất ngờ cho vợ. Sinh nhật của tôi chỉ có 4 người trong gia đình và một chiếc bánh kem khá đẹp. Nhìn cảnh ấy, tôi cảm thấy ấm cúng và yêu chồng con vô cùng. Trước khi thổi nến, tôi thầm ước có một ngôi nhà. Không ngờ nến vừa tắt thì chồng đã giơ ra cuốn sổ đỏ trước mặt vợ. Trong khi tôi bất ngờ và ngạc nhiên mở sổ ra xem thì chồng nói: "Ông bà nội cho 1 tỷ, còn 2 tỷ là do anh bỏ ra. Ngôi nhà đó rất gần với cơ quan của em đang làm việc. Nhà đó anh đang cho sơn sửa lại, khi nào hoàn tất thì sẽ đưa vợ con đến xem." Nhìn tên trong cuốn sổ đỏ mà tôi tức nghẹn cổ họng, không còn nghe thấy chồng đang nói gì nữa. Tôi ấm ức hỏi tại sao anh lại để cho bố mẹ đứng tên trong sổ đỏ. Thì chồng nói: "Bố mẹ chỉ chi tiền nếu như để cho ông bà đứng tên nhà. Anh cho là ai đứng tên trong sổ đỏ đó là điều không quan trọng, miễn sao có đủ tiền mua ngôi nhà ưng ý là được." Tôi không đồng ý với quan điểm của chồng. Chẳng may ông bà mất đột ngột thì ngôi nhà mà chúng tôi bỏ tiền ra lại phải chia chác cho các anh chị em bên chồng hay sao? Thấy tôi khó chịu, chồng cũng chẳng chịu thua. Anh nói tiền mua nhà là của bản thân và ông bà nội làm ra, tôi không có đóng góp đồng nào nên cấm bàn ra bàn vào và đòi hỏi gì nữa. Tôi tức giận, bảo là những năm qua nếu như không có vợ bỏ công chăm sóc các con thì chồng tôi có rảnh rang yên ổn mà kiếm tiền hay không. Vợ không đi làm, đưa tiền về chi tiêu sinh hoạt cho 4 miệng ăn, liệu chồng tôi có tiền để mua nhà hay không? Nếu như anh không thuyết phục bố mẹ sang tên sổ đỏ cho hai vợ chồng thì đường ai nấy đi. Khôn như ông bà thì chắc chắn không ai nghĩ ra được. Nhưng làm như thế, liệu có mang lại hạnh phúc cho con cháu hay không? Dù vợ thuyết phục rất nhiều nhưng chồng tôi vẫn không nghe. Anh bảo chuyện đó để sau này hãn tính và bảo vợ không được nói thêm lời nào nữa. Khiến tôi vô cùng uất hận. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên với. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.